Cửa hàng âm thanh số đỏ xin kính chào toàn thể tất cả các bác ạ. Đã quay lại với kênh thanh lý hàng của cửa hàng bên em ạ. Thì ngày hôm nay trước mặt các bác đây là một đôi loa DK đa đăng kinh với cái mã là OK101. Đấy. Thì ngày hôm nay em sẽ thanh lý cho các bác với cái giá có thể nói là em bán phân tần và thùng thôi. Còn cái bát có thể là gọi là bán kèm theo một chút loại là bác nào có thể lấy hay không tùy. Đấy. Thì cái thùng DK đa đăng kinh OK101 này của em nó đang còn quá đẹp luôn. Nó đang rất là đẹp các bác nha. Màu đen. Tuyệt vời đẹp. Nó là tuyệt vời đẹp luôn đấy chứ không phải đẹp thường đâu. Đấy. Đấy. Có cái tem này thì cái tem mà đằng sau cái chạm này thì bị rơi một cái, rơi một cái vặn này. Đấy các bác có thể này ra ngoài bác mà tự mua được mà em. Đây. Khá là được nhá. Do là chắc là đang để ý rơi mất một cái này. Thì cái này các bác ra ngoài mua mấy ngàn đồng cái được mà em. Và cái tem thì do hôm vừa rồi bác thợ bác tút thì bác bóc ra biết là để đâu đó. Biết là rơi đâu là để em tìm rồi đã. Cái tiền đằng sau thì không quan trọng. À, cái quan trọng nhất của đôi loa này nó là gì ạ? Đó là đôi loa này nó là đôi loa bản đặc biệt của model OK101. Và cái phân tần của đôi loa này nó không phải là của DK sản xuất các bác nhá. Mà cái bản này nó là bản của MUF sản xuất. Đấy. Cái phân tần của DK, cái bản OK101 này do liên kết với công ty MUF của Đức sản xuất. Cho nên cái phân tần này nó khác hoàn toàn so với phân tần của cái bản OK101 mà các bác thấy trên thị trường. Nó không bị tối tiếp giống như cái bản OK101 trên thị trường. Và cái đôi phân tần này em thật các bác, đôi phân tần theo loa này ngay bây giờ em có thể bán hơn 1 triệu sẽ có người lấy ngay lập tức. Bởi vì cái đôi phân tần này rất là hiếm, các bác không bao giờ mua được. Bởi vì chẳng có ai đi đến nỗi mà tự nhiên tháo loa ra để bán cho các bác cái đôi phân tần cả. Đấy mà loa mà vỡ thùng thì thực sự chắc cả năm không có một người có. Đấy, người ta tút lại vẫn được mà, nên chẳng ai bán bác gì đâu phân tần đâu. Còn cái phân tần các bác mua ngoài thị trường đó là phân tần nhái thì chúng ta không nói rồi. Cho nên là phân tần chất ăn nó rất là kém, không bao giờ hay được. Cho nên đôi phân tần này kể cả bây giờ em bán hơn 1 triệu vẫn có người lấy. Tần nó thẳng luôn. Với cái đôi thùng của DK chất lượng cực kỳ tốt, dày dặn như thế này nữa. Thì em thử sửa bây giờ em bán, đến tính từng món một nhá. Em bán 500-600 có người gọi lấy ngay lập tức. Bởi vì bây giờ các bác bỏ ra 500-600 các bác mua đôi thùng Việt Nam đóng móng tanh, chất lượng rất là kém, làm sao bằng hàng xịn được các bác? Không bao giờ bằng hàng xịn được, đúng không ạ? Và cái nữa đó là bốn con tép này nó vẫn là tép của hãng DK luôn, tép DK xịn. Thì có một hai con là do hôm rồi nó bị cọ côn, nó hơi dè dè rồi các bác thợ em lại cân lại rồi, thế tháo ra con dấu tháo này, đây này, con này này, thế tháo ra để cân lại nó hay không dè, không biết được làm gì em không để ý. Và còn về e căng thì vẫn đen, nó đẹp. Tem DK là rơi, em mới gắn tem DK vuông vào đây thôi. Tem DK nguyên bản nó đây này, đây này, nó sẽ là tem DK này. Nhưng mà do là bị rơi bây giờ thì em gắn tem DK vuông. Nó sẽ bị rơi mất hai cái nẹp mà của nó, cái nẹp zin của nó thì em gắn bằng cái nẹp mà nẹp khác nhá. Cái nẹp bên hông này, đây em đang vào một đôi zin. Đây nẹp bên hông này, thì em sẽ gắn bằng cái nẹp của hãng khác hoặc là cái nẹp em của hãng khác vào đây, không phải nẹp của nó, bác nhá. Nhưng mà cơ bản nó cũng không ảnh hưởng gì cả, nó vẫn đang rất là đẹp. Chúng ta cũng không quan trọng những cái đầu này. Đây là những cái vỡ cái bình thường ở ngoài thôi. À, cái còn đôi bát này thì đây là một đôi bát của dòng, nếu các bác nào để ý lo của em thì sẽ biết ngay đây là dòng một đôi bát 25 từ thiếp trắng, rất đẹp, thiếp trắng nhá. À, của thương hiệu CEO, một dòng bát 25 màng nhựa gân cao su. Cái này gần cao su các bác nhé, đánh chắc thì chưa chẳng biết khi nào nó hỏng đâu. À, dòng bát đánh rất là khỏe, lại uy lực. Thì có một chiếc bát này hôm bị quạ côn thì các bác thợ em đã làm lại. Đấy bị quạ côn, em chưa vệ sinh gì đâu, rất là bẩn. Thế nên các bác thợ đã làm lại một chiếc, còn một chiếc thì đang còn nguyên zin, rất là đẹp. Chiếc này đang bóng ngón đi, rất là đẹp. Thế nên là chiếc bát có thể nói là bát này thì em gọi là em cho các bác kèm theo mọi người về dùng thôi. Dùng là rất là hay nhá, bát năng rất là hay đó. Nhưng mà nó thật các bác là do em cũng gọi là cũng chẳng đăng máy cả nên em bỏ ở đây thôi. Còn cả đôi loa này thì có thể nói là em bán đôi phân tần, hai đôi tép và cái thùng thôi. Còn cái bát này nó cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền. Đấy, tầm mấy trăm ngàn này em không tính. Đấy. Thì đôi loa này em sẽ bán cho các bác với cái giá nó là 1.990.000. Thật các bác luôn. Đúng 1.900.000, đúng ra là 2 triệu nhưng mà em không muốn để 1.990.000 cho nó có cái gì đó nó cứ tuyệt vời. Nó nghe nó số đẹp hơn, số 9 nó đẹp hơn. Đấy. Thì thật các bác là với số tiền là 1.990.000 đồng, có nhiều người sẽ không lấy và lấy sẽ đô lo khác. Nhưng đối với những người mà
hiểu được một số những cái quý của nó thì chúng ta sẽ lấy ngay lập tức đấy. Thì những bác nào thực sự có nhu cầu là chúng ta sẽ lấy đôi loa này của em, rất là tuyệt vời. Thùng lách của DK rất là nặng, và nặng lắm nhá, rất là nặng đấy, thùng cực kỳ nặng luôn, chắc chắn lắm. Thùng DK các bác nhìn những cái vết nối của nó là nó tuyệt vời luôn, thùng rất là đẹp, chứa sức mẻ gì đâu. Thùng nó thật các bác, thùng của em và thùng đôi loa này và nó tuyệt vời đấy. Nhưng mà đôi loa này của nó là không phải là đôi loa mà bắt lai đầu từ đầu đâu, ạ, mà đôi loa này của em là bị gãy xương một đôi bát đấy. Thậm chí em cho mọi người xem đôi bát rồi gãy xương rồi đấy, nó gãy nát cái xương luôn. Cuối cùng là hắn gãy cái hắn xong nó gãy đoạn khúc đây, nó xé cái màng rồi rách thì cậu em bỏ luôn, vứt luôn, em không dùng nữa. Thì em gắn cái đôi bát của đôi về hai, thì với cái giá tiền cho chỉ là 1.990.000, thực sự nó quá là ok cho mọi người có sự ngay một đôi phần tần xịn của MOF đấy, một đôi tép, hai đôi tép của DK, một đôi thùng xịn của DK nữa. Thực sự nó quá tuyệt vời các bác nhé. Còn đôi jean, nếu bình thường các bác mua được đôi jean này bây giờ nó DK khá là cao, tầm 4 triệu gì đấy, trên 4 triệu một đôi DK OK 101, nó khá là cao đấy. Nên là với cái giá tiền thực sự nó quá là tốt cho bác bằng đôi loa Việt Nam. Nhưng mà đôi loa Việt Nam làm sao có cửa bằng đôi loa bãi được các bác, nó thật luôn. Các bác nào chê nó thẳng luôn, bây giờ các bác bỏ ra 2 triệu các bác đi mua một đôi loa 25 Việt Nam đúng không ạ? Các bác thử nghe thử là biết cái phân tần các bác tháo ra xem nó sẽ có những cái con gì ở đấy, hay nói bằng cái lò hay lò mũi. Rồi bát thì cái từ chắc là siêu to cũng lò rồi, nó là tôi to cũng lò rồi, đánh thì chắc là không thể ra cái gì được. Và chất lượng thì nhìn nó rất là kém, bởi vì là họ bán ra cho các bác là bao nhiêu, 2 triệu thì đương nhiên là sản xuất ra sẽ tầm khoảng độ 1 triệu bạc thôi. Còn công vận chuyển là cái người sản xuất người ta phải có lời mấy trăm ngàn, rồi cái người bán qua người tay người này, đại lý cấp 1, đại lý cấp 2, rồi đến khi các bác đến tổng họ đến cửa hàng người dân cũng khoảng 2 triệu thì đương nhiên cái chất lượng rất là kém. Còn đôi loa này thực sự các bác là đây là nhập vào thời điểm này á, thời điểm này bây giờ nhập vào bèo bèo bây giờ vẫn tầm cả phải gần 4 triệu một đôi nếu mà nhập số lượng lớn đấy, số lượng lớn các bác nha. Thời điểm này á, còn không biết là mỗi thời điểm mỗi khác, nhưng thời điểm này bây giờ 4 triệu không có hàng để lấy, rất là cao chứ không hề rẻ đâu bác nha. Đương nhiên hàng chất lượng nó khác, nên những bác nào nó có nhu cầu thì liên hệ em thôi đấy. Em nói hơi dài dòng một chút để vì tránh nhiều trường hợp nhiều người là vào hay nói xích mẹ câu mày lắm, thì em sẽ nói hơi dài dòng một chút để các bác thông cảm nha. Đây thì bác nào đang có nhu cầu liên hệ ngay cửa hàng bên em ạ. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ nhé. Và bác nào mà đang thích những đôi quai ETC của thương hiệu của Mỹ cũng liên hệ em. Và ETC đẳng cấp rồi đúng không ạ? Em cũng không cần giới thiệu nhiều đúng không? ETC tính là giá nó quá mềm rồi, có hơn 3 triệu một đôi. À xin lỗi, hơn 4 triệu một đôi. Hơn 4 triệu một đôi chúng ta được một đôi loa ETC rất là đẹp và hay. Hai chung hai tép bắt 25 tuyệt vời các bác nhé. Xin cảm ơn các bác và hẹn gặp lại ạ.